Cô xin chào các bạn học sinh khối 2 quận Phú Nhuận trường tiểu học Trung Nhất. Trong tiết tập đọc ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một bài thơ rất là thú vị, đó là bài Cây Dừa. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi trên màn hình cũng như là theo dõi trong sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2 trang 88 nhé. Để bắt đầu vào bài học ngày hôm nay thì cô có một trò chơi khởi động dành cho các em, đó là một câu đố vui. Các em cùng lắng nghe và trả lời nhé. Cây gì thân cao, lá thưa răng lược, ai đem nước ngọt đựng đầy quả xanh? Vậy đó là cây gì? Các em cùng đoán nào. Các em cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Cây gì thân cao, lá thưa răng lược, ai đem nước ngọt đựng đầy quả xanh? Và đó là hình ảnh cây dừa. Cô chúc mừng các bạn có kết quả giống với cô nhé. Như các em đã biết thì từ xưa đến nay, hình ảnh cây dừa luôn mang lại cho ta cái cảm giác giản dị, đơn sơ và mộc mạc, cũng như cho ta cái sự bình yên, quen thuộc ở nơi thôn quê. Vậy thông qua hình ảnh này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài cây dừa nhé. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 trang 88. Theo dõi và lắng nghe cô đọc mẫu một lần bài thơ cây dừa nhé. Cây dừa. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chảy vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh củ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi. Theo tác giả Trần Đăng Khoa, các em cùng đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần luyện đọc từ. Thì trong bài thơ cây dừa, cô thấy có một số từ khó đọc các em còn hay đọc sai. Vậy để giúp các em đọc chính xác cũng như là đọc tốt bài thơ này, chúng ta sẽ cùng phân tích các từ sau nhé. Đầu tiên là từ bạc phách. Các em chú ý cho cô vần e chờ ếch trong tiếng phách, đọc là bạc phách. Từ thứ hai, các em chú ý cho cô thanh hỏi trong tiếng nở. Từ thứ ba, các em chú ý cho cô vần ư ơ cờ ước trong tiếng nước, đọc là nước lành. Từ thứ tư, các em chú ý cho cô vần a o ao trong tiếng rào, đọc là rì rào. Và từ cuối cùng, đó là từ đủng đỉnh. Các em chú ý vần u ngờ ung trong tiếng đủng và y nhớ in trong tiếng đỉnh, đọc là đủng đỉnh. Các em nghe cô đọc lại một lần các từ này nhé. Bạc phách, nở, nước lành, rì rào, đủng đỉnh. Các em đọc lại các từ này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần chia đoạn cho bài thơ này nhé. Vậy cô đố các em, bài thơ này được chia làm mấy đoạn? Cô xin chúc mừng những bạn có kết quả là 3 đoạn nhé. Bây giờ cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Đoạn thứ nhất là 4 dòng thơ đầu. Đoạn thứ hai là 4 dòng thơ tiếp. Và đoạn thứ ba là 6 dòng thơ còn lại. Các em luyện đọc từng đoạn thơ nhé. Vậy để giúp các em đọc đúng chính xác bài này, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách ngắt nghỉ hơi cho đúng thông qua phần luyện đọc đoạn. Các em quan sát hai đoạn thơ sau. Các em chú ý, dấu một gạch của cô có nghĩa là nghỉ hơi, hai gạch có nghĩa là ngắt hơi và chú ý ngắt hơi dài hơn so với nghỉ hơi khi kết thúc một câu nhé. Các em nghe cô đọc một lần. Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn con
nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược chảy vào mây xanh. Ai mang nước ngọt nước lành, ai đeo bao hũ rượu quanh củ dừa. Các em cùng thực hiện lại một lần nữa nhé. Vậy để hiểu nghĩa của một số từ có trong bài, bây giờ chúng ta sẽ qua phần chú giải. Từ đầu tiên là tính tỏa, có nghĩa là từ một điểm chia ra các phía. Tàu hay còn gọi là lá, có nghĩa là lá to, có cuống dài. Canh có nghĩa là trông giữ, bảo vệ. Và từ đủng đỉnh có nghĩa là chậm rãi, tỏ ra không vội vã. Ngoài những từ đã được giải thích trong sách giáo khoa thì cô có một số từ như sau. Hũ rượu có nghĩa là đồ uống loại nhỏ, miệng tròn, bé, giữa phình ra, thoát dần về phía đáy và dùng để chứa đựng rượu. Và đây là hình ảnh hũ rượu đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần tìm hiểu bài nhé. Câu 1. Các bộ phận của cây dừa, lá, ngọn, thân, quả được so sánh với những gì? Cô mời các bạn học sinh khối 2 trường Trung Nhất cùng trả lời. Bây giờ các em cùng kiểm tra kết quả với cô. Đầu tiên là lá dừa thì được ví như là bàn tay đón gió. Tàu dừa thì được so sánh như là chiếc lược chảy vào mây xanh. Thứ ba là ngọn dừa thì được ví như là người biết gật đầu gọi trăng. Và thứ tư là thân dừa thì được so sánh là bạc phách và đứng canh trời đất. Và thứ năm là quả dừa thì được ví như là đạn lớn con như hũ rượu. Các em có kết quả giống với cô không nào? Và đây là những hình ảnh những lá dừa đang đung đưa trước gió thì được tác giả ví những lá dừa như đang giang tay gọi gió. Hình ảnh tàu dừa có những chiếc răng cưa giống chiếc lược, vậy nên được tác giả so sánh tàu dừa như chiếc lược chảy vào mây xanh. Và đây là hình ảnh ngọn dừa dưới ánh trăng, thì dưới con mắt của tác giả, ngọn dừa được ví như là người biết gật đầu gọi trăng. Hình ảnh thân dừa bạc phách và đứng thẳng giữa trời bao la thì được ví như tư thế đứng canh của người chiến sĩ. Và hình ảnh so sánh cuối cùng mà tác giả muốn nói đến thì rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Đó là hình ảnh những quả dừa được so sánh giống với đàn lợn con nằm trên cao. Các em thấy những sự vật đơn sơ mộc mạc của cây dừa dưới sự tưởng tượng và so sánh của tác giả thì hình ảnh cây dừa đã trở nên rất là hay và thú vị đúng không nào? Chúng ta sẽ qua bài 2 của hoạt động tìm hiểu bài. Câu 2. Cây dừa gắn với thiên nhiên, gió, trăng, mây, nắng, đàn cò như thế nào? Cô mời các em cùng trả lời. Chắc hẳn các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Bây giờ cùng kiểm tra kết quả với cô. Đối với gió thì cây dừa giang tay đón gió, gọi gió múa reo. Với trăng thì cây dừa luôn gật đầu. Đối với mây thì cây dừa như chiếc lược chảy vào mây xanh. Với nắng thì cây dừa làm dịu mát nắng trưa. Và đối với đàn cò thì cây dừa hát rì rào cho đàn cò đánh nhịp. Các em có câu trả lời giống cô không nào? Câu 3. Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? Đối với câu này các em sẽ trả lời dựa vào cảm nhận riêng của mình nhé. 4. Học thuộc lòng bài thơ thì đối với bài này các em sẽ tự học thuộc lòng ở nhà và đọc cho bố mẹ cùng nghe. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em về nhà học thuộc lòng bài thơ và đọc cho bố mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào các em.